cho Ê, mấy xấu con. hổ quá à, không vô được không? Con Má không ghê biết chơi. quá. Thì thường hồi xưa là
Bên ấy hay bị đi học trễ, cho nên chị Thành em hứa sẽ không đi học trễ nữa. Thường là như vậy. Ok, hai người chồng em không đi học trễ nữa. Ai nhanh nhất nữa đây? Nhanh mà phải rõ nha. Bắt đầu. Ok, em xong. Rồi, ok mọi người mở hết trang coi chị có cái thành phẩm của mình đi. Trời, sao giống quá vậy? Em vẽ gì vậy? Em vẽ cái mặt trời lên cái tường. Ôi, có cái này luôn. Ủa, đây vậy chị thấy chị cũng đẹp. Thấy chưa, chị cũng đẹp rồi, nè mặt trời của chị nè. Hai cánh buồm của chị nè, hai chiếc thuyền. Bà nào để cái miếng lên cái vùng trời của tôi. Đứa nào? Không hề đụng tới nha. Ai? Có thể check lại, có thể check lại. Có khi nào chị ban đi quăng cái miếng này qua chỗ em không ngờ em mò một hồi tự nhiên em cảm thấy chất liệu vậy, chất liệu giấy nó khác nhau quá vậy. Thì kiểu em canh như nè, ủa sao mấy đứa dán đúng vậy, sao chị dán bị ngược vậy? Mấy cái phần góc á chị, em dán cái mặt trời đúng chỗ nè chị. Chị cũng canh góc nè. Chị, em dán cái mặt trời đúng chỗ nè, nhưng mà có khác thôi. Rồi mọi người thành lên cho. Ê, xấu hổ quá à, không vô được không? Máy ghê quá. Máy ghê. Cái này mọi người biết không, cái này gọi là nghệ thuật trừu tượng đúng không? Cái này chưa. Máy ghê quá rồi. Làm quá mọi người thấy đây là sự phối hợp giữa ban đêm và ban ngày. Cái này là nghệ thuật mượn giấy. Đây là sự phối hợp giữa ban đêm và ban ngày không? Cái này là cái gì? Màn đêm buông xuống. Màn đêm buông xuống. Mặt trời mọc trên màn đêm, bậy rồi em ơi. Không sai rồi đó. Chị cảm thấy là chị cũng được. Ok vậy. Quả bu ron cũng đẹp luôn. Phần thắng này thuộc về bu ron. Yeah! Quay ơi! Yes! Chị không gì.
lên, mình nhả lên, thả nước mắt luôn lên. Đi đi, trò lần sau đổi nước đường nha, không uống nước muối. Nước lọc cũng được, tắt qua tiếp đi. Thôi lại đi luôn, không nhớ nổi kịp đâu. Chơi nha, bắt đầu nha. Bây giờ là mỗi người đang có một điểm. Cái này là cái điểm. Trời, cả thảo với nhau. Ủa sao hay vậy? Sao mình chơi hay vậy? Chơi sao mỗi người được một điểm vậy? Em coi cấu hết chứ nãy em không muốn. Mỗi người chỉ được một tiếng này. Mới hết dừng. Rồi, giờ lên giờ. Vậy nha. Đồ, đồ. Chị đánh mà. Chị đánh mà. Hai người bất lực. Đâu có. Chị đánh nha. Đồ đồ la. Mất lực. Đồ đồ lá. Nó xuống như là lạ rồi, nó phải là lạ. Cục thi. Bạn này yeah. Son mi. Đồ đồ mi pha. Mi pha. Son mi pha. Yes. Đồ. Đồ re. Đồ re mi. Mập tu. Má thôi rồi, chỉ có chị đấu với lại em Uron thôi. Giờ hết nốt rồi, mọi người xì đi. Anh xì 2 chỗ gì hết thôi, lên xuống đi. Nào giờ làm 1, 2, 3 rồi. 1, 2, 3 làm ra nha. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, người thua là thắng đúng không? À, người thua là người thắng. Mọi người thua là người thua chứ. Đừng lấy ra đây chị, uống đi chị. Không, không nên nhiều nữa. Hùng là người lỗi vào chồng. Yes. Hùng là người thắng. Chắc thiếu đường rồi, uống mía đi chị. Để đi muối mà thiếu đường chị, trời. Tôi mệt quá. Chị thiếu đường cho nó thiếu muối. Uống lên. Trời ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mất. Em đợi từ 10. Em số mấy? Số mấy? Đây, đây là số mấy. Chị phát hiện rồi. Chị nghe một tiếng đạn rồi. Không muốn nói ra nhưng mà trời ơi, cảm ơn hai đứa đã làm cho Quỳnh Lê Lan của chị quá trời vui luôn. Chị Quỳnh Lê Lan có cái hãng may nào gần đây không chị? Chị sẽ tài trợ cho em một chiếc quần, nhưng mà đây là phần quà của hai đứa. Cảm ơn hai em. Yeah. Phần quà nhân dịp sắp tới Halloween thấy chưa? Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ thì đừng quên like channel của cả ba anh chị nha. Nhớ subscribe, like nữa. Cảm ơn các em nhiều. Bye bye.